Chiều ngày 6 tháng 11, sinh viên bộ môn Quản lý công, khoa Kinh tế và Quản lý công, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để học tập thực tế về quản lý công. Gần 36 sinh viên được tham gia lớp học thực tế, nghe chia sẻ sơ bộ về ủy ban, hiểu rõ vai trò của từng cán bộ phường, trải nghiệm đón tiếp người dân đến làm thủ tục và tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến của địa phương. Buổi học diễn ra trong vòng 2 tiết kéo dài 2 tiếng, nằm trong môn học quản trị chất lượng về dịch vụ công. Điểm đặc biệt của buổi học này là người đứng lớp không phải là giảng viên mà chính là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn được cô giáo đặc biệt này dẫn đi tham quan từng phòng ban và nghe chia sẻ tận tình những kiến thức thực tế tại địa phương. Dự kiến những tuần tới, sinh viên cũng sẽ được đi thực tế ở Ủy ban nhân dân xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, trung tâm hành chính công của thành phố Hồ Chí Minh.